Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Ban Chu Tam Muội, quyển Trung, phẩm 5, không chấp thủ. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Hòa: phải ví dụ như thế nào về tam muội này của Bồ Tát? Như Phật đang giảng nói kinh, Bồ Tát nên suy nghĩ như vậy. Có tất cả chư Phật đều đứng ra trước mặt, nên niệm về Đức Phật có đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm, để thấy được các tướng ấy của Phật, nên biết không ai có thể thấy được trên đỉnh đầu của Phật. Luôn luôn khởi tưởng như vậy để thấy được chư Phật. Lại nên suy nghĩ thân ta cũng sẽ đạt được như thế, cũng sẽ đạt được các tướng tốt như Phật, sẽ được trì giới tam muội như vậy. Lại suy nghĩ ta sẽ chí tâm đạt được, ta sẽ tự thân tu, hành mà đạt được. Lại suy nghĩ Phật không dùng tâm mà chứng đắc, cũng không dùng thân mà chứng đắc, cũng không dùng tâm mà thành Phật, cũng chẳng nhờ sắc thân mà thành Phật. Vì sao? Vì tâm thì Phật không có tâm, sắc thì Phật không có sắc, không do sắc và tâm này mà chứng quả vô thượng chánh đại chánh giác. Vì sao? Vì Đức Phật đã diệt tận sắc thọ tưởng hành thức. Phật giả nói đã diệt tận, nhưng những người ngu thì không thấy không biết, còn người trí thì hiểu rõ điều đó. Phật lại nghĩ phải giữ những cái niệm gì để đạt được thành Phật, phải giữ gìn thân để được thành Phật, phải giữ gìn trí tuệ để được thành Phật. Lại suy nghĩ cũng không nhờ thân mà được thành Phật, cũng không nhờ trí tuệ mà được thành Phật. Vì sao? Vì trí tuệ tìm cầu không thể được, tìm cầu về ngã cũng không thể được, cũng không có đối tượng để đạt được, cũng không có đối tượng để thấy. Tất cả các pháp vốn không có thật. Niệm có nhân duyên thì chấp giữ, không có nhân duyên cũng chấp giữ. Cả hai điều ấy cũng không niệm, cũng không hướng đến. Vì chỉ như vậy nên không ở hai bên, cũng không ở giữa, cũng chẳng có, cũng chẳng không. Vì sao? Vì các pháp là không như niết bàn, cũng không hư hoại, cũng không cũng mục, cũng không bền chắc, cũng không ở chỗ này, cũng không ở bên kia, không có tưởng, không dao động. Thế nào là không dao động? Bậc trí không chấp giữ nên không hề bị dao động. Như vậy này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát được thấy Phật vì tâm niệm của Bồ Tát không có đối tượng chấp giữ. Vì sao? Như trong kinh nói, không chấp giữ nghĩa là trong tâm không lệ tuột, diệt trừ, chấm dứt từ gốc rễ, đó là không có đối tượng chấp giữ. Như vậy này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát thọ trì tam muội này nên phải thấy Phật như vậy. Vì sao? Vì nếu chấp giữ tức là tự tiêu đốt mình, như thanh sắt được nung trong lửa cho thành màu đỏ. Người có trí thông minh thì không dùng tay cầm. Vì sao? Vì như thế sẽ bị cháy tay. Như vậy này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát thấy Phật thì không nên chấp giữ sắc thọ tưởng hành thức, còn không nên chấp thủ. Vì sao? Vì chấp giữ là tự đốt cháy thân. Thấy Phật chỉ nên nghĩ về công đức của Phật, nên tìm cầu đại thừa. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát ở trong tam muội ấy không được có đối tượng chấp giữ. Vì không chấp giữ thì mới nhanh chóng đạt được tam muội này. Bây giờ Đức Phật nói kệ: như gương mới lau, mặt dầu mè, cô gái trang điểm rồi soi mình, rồi nó bỗng sinh ý dâm dục, dáng vẻ buông lung, thật mê lầm, chẳng biết chí thành pháp hư hoại, bị sắc sai khiến đốt thân mình, tai họa người nữ từ đáy khởi. Chẳng do hiểu pháp vô thường không, Bồ Tát khởi tượng cũng như vậy, ta sẽ thành Phật đạt cam lộ, độ thoát mọi người đang khổ sở. Vì có nhân tưởng nên không hiểu, gốc rễ con người chẳng thù đắc, cũng không sinh tử và niết bàn, ta không giữ được trăng đáy nước. Quán Phật đạo không nơi hướng đến, Bồ Tát thông tuệ nên hiểu vậy, biết rõ thế gian đều vốn không. Đối với người Phật không chấp giữ, nhanh chóng ở đời đạt Phật đạo. Chứ Phật từ tâm hiểu được đạo, tâm luôn thanh tịnh, sáng không nhơ, không hề thọ thân trong năm cõi. Người hiểu như vậy thành đại đạo, tất cả các pháp không sắc lậu, chẳng lìa cái tưởng, chẳng không tưởng, dứt hẳn dâm dục, tâm giải thoát. Người nào hiểu vậy đạt tam muội, tinh tấn tu hành cầu Phật đạo, thường nghe các pháp vốn thanh tịnh, không được tìm cầu hay chẳng cầu, sẽ đạt tam muội này không có. Quan sát tất cả như hư không, lý đạo luôn tịch nhiên bậc nhất, không tưởng, không tạo tác, không nghe. Những người như vậy hiểu Phật đạo, thấy tất cả sắc không khởi tưởng, mắt không lệ thuộc, chẳng đến đi, quan sát chư Phật như hư không, vượt mọi tìm cầu của thế gian. Người này mất thanh tịnh không do tu hành tinh tấn luôn định tĩnh, do lượng pháp kinh đều thọ trì, tư duy phân biệt tam muội ấy. Tu hành tam muội không chấp giữ, diệt trừ tâm tối đạt thiền định, không thấy Thế Tôn, chẳng hiền thánh, ngoài đạo hiểu sai lầm như trên. Vượt qua các tưởng dốc chỉ cầu, nhờ tâm thanh tịnh được thấy Phật, thấy chư Phật rồi tâm không chấp. Như vậy mới là hiểu tam muội. Đất nước và lửa không chướng ngại, cùng gió hư không cũng chẳng ngăn, tu hành tinh tấn tới mười phương, từ xa nghe Phật, nghe nhận được giáo pháp. Như thế hiện đang giả nói kinh. Người ưa đạo pháp được thấy Phật, tu hành tinh tấn không chấp giữ, chỉ tu theo pháp Thế Tôn dạy, bậc tu hành vậy không khởi niệm, chuyên tâm nghe lý đạo pháp thí, thường được hiểu rõ tam muội này, nghe nhận đọc tụng lời Phật giảng. Chư Phật quá khứ đều thuyết pháp, Thế Tôn vị lai cũng như vậy, giả nói phân biệt các nghĩa lý, đều khen giả nói tam muội này. Ta cũng như vậy là nhân tu. Cha lành vô thượng của chúng sinh, lúc nào cũng luôn đạt đạo nhãn, nên ta giả nói tam muội này. Người tụng thọ trì tam muội này, thân luôn an lạc, ý định tĩnh, nhờ đức vô lượng của chư Phật, đạt đến Phật đạo không gì khó. Thông hiểu các kinh khó nghĩ bàn, muốn hiểu tất cả lời Phật dạy, nhanh chóng từ bỏ dục trần cấu, tu hành tinh tấn tam muội này. Hiện đời muốn thấy vô số Phật, theo các Thế Tôn nghe chánh pháp, từ bỏ các sắc không chấp giữ, tu hành thanh tịnh tam muội này. Tu hành như vậy chẳng tham sân, từ bỏ ngu si dễ yêu ghét, sẽ lìa tâm tối dứt nghi ngờ, tu hành như vậy đạt tam muội. Phẩm sau bốn chúng. Bây giờ Bồ Tát Mạt Đà Họa thưa Bạch Thế Tôn thật là khó sánh kịp, như đấng thiên trung thiên đã giảng nói tam muội này. Nó có Bồ Tát từ bỏ ái dục xuất gia làm tỳ kheo, nghe tam muội này rồi phải học như thế nào, phải thọ trì như thế nào, phải thực hành ra sao. Đức Phật nói nó có Bồ Tát từ bỏ ái dục làm vị tỳ kheo, muốn học đọc tụng và thọ trì tam muội này, và giữ giới thanh tịnh, không được khuyết phạm, dù chỉ một lỗi nhỏ bằng lông tóc. Thế nào là Bồ Tát không phạm giới? Tất cả mọi điều đều giữ gìn những pháp ngăn cấm, thực hành các pháp, luôn không được phạm một điều nhỏ nhặt nào, và biết sợ hãi và rời xa vua nịnh, và nhất giữ gìn giới cấm. Giữ gìn như vậy được gọi là giữ giới thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát phạm giới? Là Bồ Tát tìm cầu các sắc. Tìm cầu các sắc là gì? Là Bồ Tát có ý niệm nhờ công đức này mà đợi sau tôi được sinh làm vị trời, hoặc được làm vua chuyển luân. Đó là Bồ Tát tỳ kheo phạm giới. Người nào giữ gìn hạnh như vậy, giữ gìn giới như vậy, giữ gìn phước như vậy, lâu dài là bị muốn có được chỗ sinh về, ưa thích ở trong ái các ái dục. Đó là người phạm giới. Này Bạt Đà Hòa, Bồ Tát tỳ kheo muốn học tam muội này phải giữ giới thanh tịnh, giữ giới hoàn hảo, không được vô nịnh. Vì giữ gìn giới nên được các bậc trí ngợi khen, được các vị A-la-hán tán thán, phải thường bổ thí kinh pháp cho người khác, phải tinh tấn, dũng mãnh, phải tin ưa và khuyên người khác tin ưa kinh pháp, luôn phụng sự thầy, xem thầy như Phật. Ở bất cứ nơi đâu nó được nghe người đạo giả nói tam muội này, phải cung kính người ấy, xem như Phật. Này Bạt Đà Hòa, Bồ Tát nào cung kính thầy xem như Phật thì sẽ nhanh chóng đạt được tam muội ấy. Còn không cung kính bậc minh sơ, khinh giả và dối gạt bậc minh sơ, thì dù có học hay thọ trì tam muội này là bao nhiêu cũng đều quên hết. Này Bạt Đà Hòa, Bồ Tát tỳ kheo, Bồ Tát theo các vị tỳ kheo này ưa Bồ Tát ưa Bà Di, nghe được tam muội này phải cung kính xem vị ấy như Phật, là phải cung kính nơi chốn mà mình đã đạt được tam muội ấy. Này Bạt Đà Hòa, Bồ Tát đã nghe được tam muội này rồi, không được có ý vô nịnh, thường nên ưa thích ở riêng một mình, không tiếc thân mạng, không được mong cầu người khác cần đến mình, thường đi khất thực, không nhận mời tịnh, không canh ghét, tự giữ tiết độ, sống đúng chánh pháp, chỉ biết vừa đủ, luôn luôn canh hành, không được biến trễ, không được nằm dài. Như vậy này Bạt Đà Họa, như trong kinh dạy, người từ bỏ ái dục là vì tỳ kheo muốn học tam muội này phải giữ gìn như vậy. Bồ Tát Bạt Đà Họa bạch Phật, do lời đón thi trung tiên dạy thì thật là khó, do đời sau nếu có Bồ Tát biến nghe tam muội này rồi là không chịu tinh tấn, là suy nghĩ đời sau ở chỗ Đức Phật vị lai ta mới cầu tam muội này. Bây giờ thân ta đau bệnh ốm yếu, sợ không thể cầu tam muội ấy được, nên nghe kinh này rồi vẫn biến trễ, không tinh tấn. Lại nữa, nếu có Bồ Tát tinh tấn muốn học kinh này, thực hành theo những lời dạy trong kinh, vì cánh ấy không tiếc thân mạng, không mong nhờ người khác đã được vững chắc, để được chứng đắc, được người khen ngợi, chẳng hề vui mừng, không tham bình bác, không ái luyến, không có lòng dục. Nghe kinh này không được biến trễ và luôn tinh tấn. Người ấy cũng không suy nghĩ vào thời Phật vị lai sau này ta mới giúp cầu ta mới ấy. Lúc đó dù cho gân cốt tụy nào thân thể ta tan nát rã rồi, ta cũng sẽ học tam muội này không biến giác. Đây nghe kinh này rất vui mừng. Đức Phật nói lành thay là Bạc Đà Hòa. Đúng như là ông nói, ta luôn hỗ trợ sự hoan hỷ của vị ấy. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều hỗ trợ hoan hỷ. Bây giờ Đức Phật nói kệ, như hôm nay ta giảng nói Pháp, cần học tọa trì ở một mình, tu hành công đức diệu tiết độ, đã tam muội này không gì khó. Tôi đi khất thực chẳng nhận lắm mời, từ bỏ tất cả các dục lạc. Dù ở đâu nghe tam muội này, đều kính Pháp sơ như kính Phật, đọc tụng thực hành tam muội này, và luôn tinh tấn đường biến trễ, không tiếc thân mạng cầu kinh Pháp, không mong cúng dường nói mới nói kinh. Nếu ai tọa trì tam muội này, người đó chính là đệ tử Phật. Người muốn phụng hành học như vậy, nhanh chóng đạt được tam muội này, chuyên cần nỗ lực không lười biếng, hạn chế ngủ nghỉ, tâm mở mang, còn phải liền xa bạn bè xấu. Sau đó theo thực hành pháp này, không được ngừng nghỉ, bỏ buông lung, thường luôn rời xa nơi tụ họp để kheo siêng cầu tam muội này, theo lời Phật dạy nên như vậy. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa: Bà Thế Tôn, nếu thì kheo ni cầu đạo Bồ Tát muốn học và giữ gìn tam muội này, phải thọ trì những pháp gì? Đức Phật nói: Này Bạc Đà Hòa, nếu thì kheo ni có chí cầu đại thừa muốn học và giữ gìn tam muội này, cần phải kiêm cung, không ganh ghét, không giận dữ, từ bỏ tâm kiêu mạn, tự đại, tự cho mình là cao quý, không được biến nhát, và tinh tấn, không được ham ngủ nghỉ, không được nằm dài, từ bỏ tất cả những cái thiền, bạch tài, lợi lộc, phải giữ tâm thanh tịnh thuần khiết, không tiếc thân mạng, ưa thích kinh điển, phải cầu được học hỏi nhiều, dứt bỏ dâm dục, giận hờn, si mê, ra khỏi lưới ma, phải đi bỏ những y phục đẹp, những cái vòng xuyến, trang sức, không được nói lời ác, không được có tham bình bác đẹp, không được vì mong người khác khen ngợi mình mà vô định theo họ. Khi học tam muội này phải cung kính bậc minh sư, xem như Phật, nên nương theo lời dạy trong kinh mà thọ trì tam muội ấy. Bây giờ Đức Phật nói kệ, thì kheo ni tu hành cung kính, không được canh ghét, bỏ giận hờn, dứt trừ kiêu mạn, không tự đại, tu hành như vậy đạt tam muội. Phải luôn tinh tấn, đừng ham ngủ, bỏ ham muốn, không tham tuổi thọ, một lòng từ mẫn đối pháp này. Xin cầu tam muội nên như vậy, không được nghe theo lòng tham dâm, bỏ hẳn giận dữ, giận ngu si, cho để rơi vào các lưới ma. Dấu cầu tam muội nên như vậy. Nếu người nào học tam muội này, chẳng tiếc thân mạng, chớ giỡn cười, dứt bỏ tất cả mọi lực nghi ngờ, đừng bày danh hảo và chí thành, bỏ tâm từ nhỏ hướng đại từ, giúp lòng cung kính bậc minh sư, phải mau lìa bỏ các điều ác. Dốc cầu tam muội nên như vậy. Tu hành cầu pháp muốn đạt được, không nên tham ưa bình bác đẹp. Được nghe tam muội từ người nào, phải cung kính họ xem như Phật. Bồ Tát Bạc Đà Hòa bạch Đức Phật, cho có Ư Bà Tát Bồ Tát tu đạo tại gia, nghe tam muội này muốn tu học và thọ trì thì phải thực hành như thế nào? Đức Phật nói: Này Bạc Đà Hòa, nó có Ư Bà Tát Bồ Tát, nghe tam muội này muốn học và thọ trì, và giữ gìn năm giới cho thanh tịnh, không được uống rượu, không được hướng dẫn người khác uống rượu, không được qua lại với người nữ, cũng không bày người khác qua lại với người nữ, không được ân ái với vợ, không nhớ con gái, con trai, không nên nhớ nghĩ đến tài sản, thường nghĩ đến việc từ bỏ vợ con. Xuất gia làm sa môn, luôn giữ tám giới quan trai, đi vào chùa để giữ gìn chay tịnh trong những ngày trai giới, phải luôn nghĩ việc bố thí, không nghĩ gì đến mình để đạt được phước đức, bố thí cho tất cả mọi người, và luôn có lòng từ lớn đối với bậc minh sư. Thay vì tỳ kheo giữ giới, không được khinh dễ nói điều lỗi xấu của vị ấy, và tu hành như vậy để học và thọ trì tam muội này. Bây giờ Đức Phật nói kệ, có Bồ Tát tại gia muốn đạt tam muội này, phải luôn dốc lòng học, tâm không được tham luyến. Khi tụng tam muội này, nghĩ thích làm sa môn, không tham ái vợ con, từ bỏ sắc tiền tài, thường giữ gìn năm giới, một ngày tám giới trai, trai tịnh nơi chùa Phật, học tam muội thông suốt, không được nói lỗi người, quen thành tật khinh mạng, tâm không hề ham muốn tu hành tam muội này. cung kính các kênh pháp nên ưa thích chánh đạo, tâm không dối vô định, bỏ cánh ghét bỏ sáng. Người học tới mười này thường tu hành cung kính, bỏ tự đại buông lung, phụng sự chúng tỳ kheo. Bồ Tát Bạc Đà Hòa Bạch Phật, nếu có ở bài Di Cậu Đạo Đại Thừa, nghe tam muội này muốn học Phật tọa trì và thực hành như thế nào? Đức Phật nói này, Bạc Đà Hòa, nếu có ở bài Di Cậu Đạo Đại Thừa, nghe tam muội này muốn học Phật tọa trì và giữ gìn năm giới, quy y tam bảo. Quy y tam bảo là gì? Đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng tăng tỳ kheo. Không được phụng sự ngoại đạo, không được lễ lạy trời, không được xem ngày tốt, xấu tốt, không được đùa giỡn, không được kiêu mạn buông lung, không được có tâm tham, ưu bà di phải nghĩ đến việc bố thí, có thích nghe kinh, nỗ lực học hỏi thật nhiều, phải luôn cung kính bậc minh sư, không được nhàm chán, mệt mỏi. Nếu có vị tỳ kheo thì không đi đến phải cung kính mời ngồi và cúng dường thực phẩm. Bây giờ Đức Phật nói kệ, nếu có ở bài giấy đọc tụng tam muội này, phải theo lời Phật dạy, giữ năm giới đầy đủ. Khi tu tam muội này phải tôn kính Đức Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, cung kính bậc minh sư, không phụng sự ngoại đạo, không thờ cúng các trời. Người tu tam muội này phải kính trọng mọi người, từ bỏ sát đạo dâm, thành thật, không lưỡng thiệt, không được đến quán rượu. Tu hành tam muội này không được có tâm tham, tự nghĩ đến bố thí, trừ bỏ ý vô định, không nói lỗi người khác. Phải cung kính phụng sự tỳ kheo này nghe pháp đều thọ trì, học tam muội như vậy. Phẩm 7 Thọ Ký. Bồ Tát Bạc Đà Hoa Bạch Phật, và đấng thiên trung thiên rất ít có ai đạt được chỉ Như Lai mới giả nói tam muội này. Các Bồ Tát ưa thích tu hành tinh tấn sẽ không biết trả đối với quả vị vô thượng chánh đại chánh giác. Sau khi Phật nhập niết bàn, tam muội này sẽ còn tồn tại ở cõi Diêm Phù Đề hay không? Đức Phật nói, này Bạc Đà Hoa, sau khi ta vào niết bàn, tam muội này sẽ tồn tại ở trời chỉ 40 năm, sau đó không còn xuất hiện nữa. Tiếng than và đời loạn, lúc kinh Phật hoàn toàn bị gián đoạn. Các tỳ kheo không còn phụng hành theo lời Phật dạy, thời loạn qua rồi, lúc các nước không còn đến nhau, lúc ấy tam muội này lại xuất hiện ở Diêm Phù Đề. Nhiều ai thần của Phật nên kênh tam muội này lại lưu truyền. Bây giờ Bồ Tát Bạc Đà Hòa và Bồ Tát La Nâng Na Kiệt liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ lại y phục chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, vào thời loạn, sau khi Phật nhập niết bàn, chúng con sẽ cùng ủng hộ tam muội này, thọ trì tam muội này, và nói đầy đủ cho người khác và nghe kinh điển này không lúc nào nhàm chán. Bồ Tát Maha Tu Tát Hòa, Bồ Tát Kiêu Nhật Lâu, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Tu Thâm, Bồ Tát Nhân Đẻ Đạt, Bồ Tát Hòa Luân Điều cũng giống bạch Phật. Bạch Thế Tôn, giờ thời loạn, sau khi Phật vào niết bàn, chúng con sẽ cùng nhau giữ gìn kinh này khiến cho Phật đạo được tồn tại lâu dài ở đời. Người nào chưa được nghe kinh này, chúng con sẽ cùng nhau giả nói cho họ, tất cả chúng con đều sẽ thọ trì. Khi ấy có 500 người gồm tỳ kheo nơi Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di đều từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay bạch Phật. Vào thời loạn, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, tất cả chúng con đều sẽ giữ gìn và nguyện thời điểm cái này. 500 người chúng con xin giao phó tin tưởng 8 vị Bồ Tát ấy. Đức Phật liền mỉm cười, từ miệng Phật phát ra ánh sáng màu vàng ròng chiếu đến các cõi nước Phật nhiều không thể tính kể trong khắp mười phương. Sau đó ánh sáng trở lại vòng quanh Đức Phật 3 vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu Đức Phật. Tôn giả Nan Mày từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ lại y bày vai phải đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ rồi lui ra đứng chắp tay nói kệ tán thán. Tâm hạnh của Phật rất thanh tịnh, thần thông biến hóa thật vô cùng, không còn chướng ngại giữa các trí, ánh sáng trừ tâm tối cấu uế, trí tuệ vô lượng tâm giải thoát, tiếng Phật Thế Tôn như chim chúa, ngoại đạo không thể làm dao động. Vì sao Phật cười phát diệu quang, nguyện xin Thế Tôn hãy giả nói, cha lành thương tưởng khắp chúng sinh. Nếu được nghe Phật diễn phạm âm, hiểu rõ lạc đạo dạy thế gian, Thế Tôn cảm ứng có nguyên do. Đạo sư không mỉm cười vô cớ, hôm nay ai sẽ được thọ ký? Kính xin Phật nói ý nghĩa này. Này ai sẽ đạt đạo bền chắc? Ai đạt thực hành hành vi diệu? Ai đạt kho tàng pháp sâu xa? Đạo đức do thượng người người kính. Ai người tương tượng đến thế gian, ai sẽ phụng hành cái pháp này? Ai được ở trong trí tuệ Phật? Thế Tôn kính mong Phật giả nói. Khi Đức Phật bị Tôn giả A-nan nói kệ, Phật hỏi A-nan, ông thấy chăng 500 người đang đứng ở đây vô cùng hoan hỷ, họ cùng nói chúng ta sẽ đạt được pháp này. Nét mặt vui hòa kính lễ Phật, chúng ta khi nào được như ngài, đều đứng cung kính khen Thế Tôn, chúng ta sẽ chóng đạt như vậy. 500 người đang hiện ở đây, tên gọi tuy khác, hạnh đồng nhau, tương ưa thọ trì kinh pháp ấy. và đời vị lai cũng sẽ vậy. Người ta giao phó cho các ông tuệ Phật vô lượng nên biết rõ. Họ không chỉ gặp một Đức Phật, nơi đó lập nguyện được tuệ này, nhìn thấu triệt vào các đời trước. Họ đã từng gặp 8 dạng Phật, 500 người đều ở trong đạo, dạng dạng dạy kinh, thành tựu hành, hỗ trợ vô số các Bồ Tát, thực hành từ bi, hộ kinh pháp, giáo hóa tất cả các chúng sinh, khi giờ tất cả thành đạo hạnh. Biết là Thế Tôn đời quá khứ, tới 80 ức vô số Phật, hóa đức vị đại tâm giải thoát. Hộ pháp này thực hành 3 chuyện, hiện tại thọ trì pháp của ta, phân bố cúng dường các xá lợi, lắng nghe kính nhận lời Phật dạy, thay đều đọc tụng và giáo phó. Ở nơi chùa tháp hoặc núi rừng, hoặc chỗ trời rồng Ca Thác Bà, ở đâu cũng chuyển dạy kinh điển, qua đời được sinh lên cõi trời, sau đó sinh về lại cõi trời, mỗi người một dòng họ khác nhau, nhưng sẽ cùng thực hành Phật đạo, lưu hành pháp này như đã nguyện. Nhờ tin ưa kinh pháp như vậy, mong cầu liền được giữ phụng hành, khiến vô số người đều được nghe, tâm ý được vô cùng hoan hỷ, đạt thông tuệ, không nhàm chán pháp, không tiếc thân mạng, ham tuổi thọ, để phục tất cả các ngoại đạo, dạy họ kinh pháp chỉ nguyện lớn. Kinh pháp này rất khó đạt được, thọ trì đọc tụng và giảng nói. Hôm nay 4 chúng ở trước ta, và 500 người đều thọ trì, cùng 8 Bồ Tát Bạc Đà Hòa, Tà Lăng Na Kiệt, Na La Đạt, Ma Tu Bác, Hòa Luân Điều, Nhân Để Tu Thâm, Kiều Nhật Đâu, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam nữ, phong hành nghĩa lý pháp phi diệu, thời dùng kinh pháp ban thế gian, giảng nói giáo hóa pháp sâu xa. 8 vị Bồ Tát Bạc Đà Hòa là thượng thủ của 500 người, ta nên phụng trì kinh phương đẳng, không hề đắm nhiễm pháp thế tục. Cần bỏ trói buộc, tuệ hiểu không? Có trăm phước, tướng phước như vàng rồng, thực hành từ bi độ chúng sinh, bố thí, an ổn, diệt trừ cấu, qua đời sinh vào nhà chánh pháp, không bị trở ngại ba đường ác, đời đời luôn cùng nhau hòa hợp, sau này sẽ thành tựu Phật đạo. Từ bỏ hẳn những nơi tám nạn, xa lìa tất cả các đường ác, các hạnh công đức không kể xiết. Thọ nhận phước đức cũng vô lượng, sẽ được gặp Đức Phật Di Lặc, một cùng nhau một lòng đến quy y, có đều cúng dường đức từ bi, đạt được pháp tịch diệt vô thượng, tâm họ tự nhiên được hòa đồng, chánh niệm phụng sự nhân trung tôn, không theo thế tục, đạt pháp nhẫn, như chóng đạt hành đạo vô thượng. Họ thường phụng trì kinh pháp này, thức khuya dậy sớm để đọc tụng, gieo trồng công đức tu phạm hạnh, và Phật Di Lặc cũng như vậy. Các Phật ra đời ở hiền kiếp, giao nhận từ bi cứu thế gian, ở đâu cũng thọ trì chánh pháp, phụng Phật quá khứ hiện vị lai, cúng dường tất cả các thế tôn, và Phật ra 3 đời chẳng tham sân, sẽ được nhanh chóng thành Phật đạo, không thể nghĩ bàn và suy lường. Nếu có người nào đạt Phật đạo, người người nên lần lượt cúng dường, không thể tính kể vô số kiếp, cúng dường như vậy không dừng nghỉ. Như vậy Bồ Tát Bạc Đà Hòa, La Lân Na Kiệt, Na La Đạt và Tu Bác Hòa, Kiều Nhật Đông từng gặp Phật như các sông hành, thường luôn phụng hành theo chánh pháp, tuyên dạy vô số giáo pháp Phật, đạo hành vô lượng không kể xiết, cho đến trong vô số kiếp. Giả sử có người thọ trì tên những chỗ đến đi trong giấc mộng, luôn dũng mãnh dẫn dắt thế gian, tất cả sẽ đạt đạo vô thượng. Nếu ai nhìn thấy và lắng nghe, tâm họ vô cùng được vô cùng hoan hỷ, đều chắc chắn đạt đến Phật đạo, huống là phụng sự và cúng dường. Nếu ai giận dữ và mắng chửi, có ý hung ác đến đánh đập, nhờ ơn oai thần của 8 vị, Phật đạo đạt thành, huống cung kính. Các vị trì pháp khó nghĩ bàn, tiếng lành và tuổi thọ vô lượng, ánh sáng vô hạn, đức không nghi, trí tuệ vô lượng, hạnh cũng thế, thường được diện kiến vô lượng Phật, giới thanh tịnh như các sông hằng, thực hành hạnh bố thí khắp nơi, chỉ để mong cầu đạo vô thượng. Vô số ức kiếp nói phước này, không thể cùng tận các công đức, người thọ trì kinh và đọc tùng, đạt đến đại đạo không gì khó. Nếu ai ưa thích kinh điển này, thọ trì đọc tụng và giảng nói, nên biết trong 500 người này luôn luôn kính quý không nghi ngờ. Giả sử thực hành kinh pháp này, ưa thích lý đạo càng tinh tấn, giữ giới thanh tịnh bọn ham ngủ, đạt tới muội này không gì có. Muốn được an ổn tu kinh giới, tỳ kheo nên ở nơi thanh vắng, thời đi khất thực biết vừa đủ, đạt tới muội này không gì khó. Rồi sau ồn ào chẳng nhận mời, miệng không tham vị, bỏ ái dục, theo ai nghe giảng kinh pháp này, kính họ như Phật, thường phụng sự, trừ tham bọn sản nhận pháp ấy, dứt hẳn dâm dục, liền vô si, phát khởi đại đạo lòng tin chắc, sau đó học hành tam muội này. thực hành không chấp bỏ các dục, luôn tự cẩn thận trừ sân hận, tinh tấn phụng sự, phụng hành lời Phật dạy, sau đó tu học tam muội ấy. Không ham con cái vật sở hữu, xa lìa kiêu mạn và thê thiếp, tại gia tu đạo thường hộ thẹn, sau đó học tập tam muội này. Tâm không làm hại, thường hòa thuận, không thích gia phái, bỏ điều ác, không mong cầu sát đạt pháp nhẫn, khéo léo đọc tụng tam muội này. Tỳ kheo để học kinh pháp ấy, thường để cung kính không kiêu mạn, rời xa cười giỡn và cao ngạo. Đạt tam muội này không gì khó, luôn hành tinh tấn bỏ ngủ nghỉ, không chấp ngã ngã sở người vợ. Người yêu thích pháp không tiếc thân, sau đấy học tụng tam muội ấy. Chế ngự dâm dục không tham đắm, tâm không giận dữ bỏ vua nịnh, không hề rơi vào lưỡi các ma. Tội trì tam muội được như vậy, luôn bình đẳng đối với chúng sinh, trừ bỏ buông lung các trần cấu, tâm tánh lời nói luôn không thô bạo. Sau đó học tụng tam muội này. Đối với bình bát và y phục, không được tham ái dù giây lát, tôn kính minh sư xem như Phật. Sau đó học tụng tam muội này. Để được lợi ích xa xứ nạn, nhất tâm tin ưa lời Phật dạy, lìa xa tất cả tám đương ác. Thọ trì kinh này được như vậy. Phẩm 8 ủng hộ. Bây giờ sau khi nghe Đức Phật nói kệ tám vị Bồ Tát Bà Đà Hòa, Bồ Tát Kiêu Nhật Đầu, Bồ Tát La Lân Na Kiệt, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Tu Thông, Bồ Tát Ma Ha Tu, Bồ Tát Hòa, Bồ Tát Nhân Đệ Đạt và Bồ Tát Hòa Luân Điều đều vô cùng hoan hỷ, dân 500 y kiết bà và nhiều cho báu, cũng như tự thân xem quy Phật đã cúng dường. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, các Bồ Tát Bà Đà Hòa là bậc thầy trong 500 Bồ Tát, thường ở trong chánh pháp, tùy thuận giáo hóa, khiến cho mọi người đều được hoan hỷ, đều được tâm vui mừng, tâm tùy thời, tâm thanh tịnh, tâm bỏ ái dục. Bấy giờ 500 Bồ Tát đều chắp tay đứng trước Phật. Bồ Tát Bà Đà Hòa thưa: Bà Thế Tôn, Bồ Tát thọ trì những pháp gì để đạt được tam muội này? Đức Phật nói: Bồ Tát có 4 điều hành trì thì nhanh chóng đạt được tam muội này, những như là 4: 1. Không tin theo ngoại đạo. 2. Đoạn trừ ái dục. 3. Tu hành đúng như pháp. 4. Không tham đắm sự sống. Đó là 4 điều để Bồ Tát nhanh chóng đạt được tam muội này. Nếu thọ trì, độc tụng hoặc giữ gìn thì đời hiện tại đạt được 500 công đức. Này Bạc Đà Hòa, ví như tỳ kheo có tâm từ, thì không bao giờ bị trúng độc hay trúng các binh khí, lửa không thể đốt, dầu nước không bị chết, vua chúa không thể sai sử được. Cũng vậy, Bồ Tát thọ trì tam muội này không hề bị trúng độc, không bao giờ bị trúng các binh khí, không bị lửa thiêu đốt, cũng không bị nước nhận chìm, và không khi nào bị vua chúa sai sử. Này Bạc Đà Hòa, ví như vào tiếp lửa thiêu đốt, Bồ Tát thọ trì tam muội này, nếu sự bị rơi vào trong lửa thì lửa cũng liền tắt, giống như nước trong bình lớn dập tắt được ngọn lửa nhỏ một cách dễ dàng. Này Bạc Đà Hòa, như ta đã giảng nói, không khác Bồ Tát nào thọ trì tam muội này, nếu vua hoặc giặc hoặc lửa hoặc nước hoặc rồng hoặc rắn hoặc quỷ thần, giả sói hoặc thú dữ hoặc trăng hoặc tuồn luồng hoặc sư tử hoặc hổ hoặc sói hoặc chó hoặc người hoặc phi nhân hoặc hươu hoặc cây độc hoặc quỷ thần cư hoàng, muốn quấy nhiễu người, muốn giết hại người, muốn chiếm đoạt bình bát, muốn phá hoại thiền định chánh niệm của người mà đến Bồ Tát này thì không bao giờ hại được. Này Bạc Đà Hòa, như ta đã giảng nói, chỉ trừ khi đợi trước của vị ấy đã tạo tác như thế, ngoài ra không gì có thể làm hại được. Nếu Bồ Tát nào thọ trì tam muội này, không bao giờ bị các bệnh và mắc tai, mũi hay thân thể, tâm ấy cũng không hề bị lo buồn. Bồ Tát này lúc chết hoặc gần chết, giả sử có tai họa gì thì như Phật đã giảng nói, chỉ trừ khi đời trước của vị ấy đã tạo tác như thế, nếu không thì không hề có. Lời nữa, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát này được tất cả chư thiên khen ngợi, tất cả các hàng rồng, quỷ thần, giả soa Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu, La Già, Nhân Phi Nhân đều khen ngợi, chư Phật Đấng Thi Trung Thiên cũng đều khen ngợi Bồ Tát này. Lời nữa, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát này được chư thiên ủng hộ, được các vị rồng, 4 vua trời hội tế, thế đời hoàng nhân và phạm thiên, kể cả các ba cõi trời đều ủng hộ, giả soa cả các bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu, La Già, Nhân Phi Nhân đều ủng hộ Bồ Tát này, chư Phật Đấng Thi Trung Thiên cũng đều ủng hộ Bồ Tát này. Lại nữa, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát được chư thiên rồng thần giả soa cả tác bả Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu, La Già, Nhân Phi Nhân tất cả đều kính mến chư Phật Đấng Thiên Trung Thiên, đều không còn ái dục vì đạo nên cũng đều kính mến Bồ Tát này. Lại nữa, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát này được chư thiên rồng giả soa cả tác bả Atula, Kalola, Còn Đa La, Ma Hầu, La Già, Nhân Phi Nhân, tất cả đều mong muốn nhìn thấy chư Phật Thiên Trung Thiên đều muốn Bồ Tát này đến chỗ của mình. Vì các chúng sinh nên chư Phật rất muốn khiến Bồ Tát này đến. Lại nữa này, Bạc Đà Hòa, Bồ Tát Đức Chư Thiên, Rồng, Dạ Xoa, Cả Thác Bà, Atula, Cao Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu, La Già, Nhân Phi Nhân đều đến chỗ của Bồ Tát này, đều cùng nhau gặp gỡ. Bồ Tát này còn không những nhìn thấy chư Phật vào ban ngày mà còn thấy chư Phật vào ban đêm, trong giấc mộng, được nghe chư Phật tụi nó là danh hiệu của chư Phật. Lại nữa này, Bạc Đà Hòa, Bồ Tát này dù chưa đọc tụng kinh và trước đây chưa được nghe kinh điển, nhưng hai thần của Tam Muội này mà ban đêm trong giấc mộng Bồ Tát được nghe tên kinh điển và được nghe tự nghe tâm âm thanh của kinh. Để ban ngày không được nghe thì ban đêm trong giấc mộng được nghe thấy tất cả. Này Bạc Đà Hòa, nếu tay và nói về công đức của Bồ Tát thọ trì Tam Muội này thì trong một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nói hết. Hối là công đức của Bồ Tát dốc cầu đạt được Tam Muội này. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Bồ Tát nào học Tam Muội này, nghĩa lý tịch tỉnh do Phật giảng, muốn khen công đức của vị ấy, chỉ như giảm hạt cát song hành, đao kiếm không thể làm bị thương, và cướp kẻ thù không thể hại, vô khoan đều hoan hỷ hướng về. Người học Tam Muội được như vậy, là đất độc hại đáng sợ hãi, thấy hành giả ấy độc liền trời, không hề hung dữ phong khẽ, độc tùng Tam Muội được như vậy. Bán thù hiềm khích không thể hại, trời đồng quỷ thần Khẩn Đa La, thấy ánh oai đức đều mừng treo, học Tam Muội này được như vậy. Xóa giữ trăng lớn ở đường sâu, sư tử cùng với hổ hưu nai, không hề độc hại làm bị thương, đều đến ủng ở đến hộ về hành giả ấy. Quỷ thần xấu ác bắt hồn người, chư thiên những người có tâm ác cảm ứng oai thần tự quy phục. Người học Tam Muội được như vậy, dễ không hề bệnh khổ đau, tai mắt không thông suốt và sáng tỏ, hiện tài trí tuệ rất đặc biệt, tu hành Tam Muội mau như vậy. Người ấy không bị đọa địa ngục, địa sang ngạ quỷ và súc sinh, đời đời sinh ra biết kiếp trước, học Tam Muội này đạt như vậy. Càng các Thác Bà tự ủng hộ, cho thiên loài người Atula, Ma Hầu, La Già cũng như vậy, tu hành Tam Muội đạt như thế. Để chư thiên khen ngợi công đức. Đời người Rồng, Quỷ, Thần, Khẩn Na La, chư Phật ngợi khen khiến nhân nguyện, đọc giảng nói kinh cho người khác, tâm đạo vị này không thoái chuyển, tuệ hiểu nghĩa pháp không cùng tận, giá mạo đẹp đẽ không ai bằng, lập tụng cái này giáo hóa người. Các nước đánh nhau, dân loạn lạc, đói khổ bằng cùng, lại lo âu, mạng sống đời loạn thật ngắn ngủi, nó đọc kinh này giáo hóa người, mà mẹ điều phục các diệt ma, ta biết không hề thấy sợ hãi. Công đức người ấy có nghĩa bàn, tu hành Tam Muội đạt như vậy, huyện hóa quá lạ và phù chúa, nhỏ bé đường tà diệt bất chánh, hoàn toàn không thể trúng người này, như thích pháp đặt căn bản. Tất cả đều khen đức vị ấy, đầy đủ định tuệ đệ tử Phật, do đời sau cùng thọ vị lai, thọ trì kinh này đạt như vậy, thường tu hành tinh tấn hoan hỷ, đồng lòng thuyết giảng tu pháp ấy, thọ trì độc tụng và giảng nói, đã thay vì vậy mà thuyết giảng. Phẩm chế Đức Phật sạng La Gia. Bây giờ Đức Phật nói: Này Bạc Đà Hòa, giao thỏa xa xưa không thể tính kể vô số kiếp, bây giờ có Đức Phật hiệu là sạng La Gia Như Lai ứng cúng cho đại giác, là bậc tôn quý nhất ở thế gian, an định ở thế gian, là bậc đại thần chú trong các kinh, cõi trời có người đều tôn xưng là đấng Thiên Trung Thiên. Khá có thức có trưởng giả tên là Tu Đạt, cùng với hai dạng người cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật sạng La Gia, cung kính đảnh lễ nơi Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Trưởng giả Tu Đạt thưa hỏi Đức Phật về Tam Muội này. Biết được tâm niệm của trưởng giả, Đức Phật ấy liền giảng nói về Tam Muội ấy. Nghe xong, trưởng giả vô cùng hoan hỷ, liền xin xuất gia làm sa môn, dốc cầu Tam Muội này trong 8 vạn năm. Thời ấy trưởng giả Tu Đạt theo vô số Đức Phật để nghe kinh, đời trí tuệ rất sáng suốt cao dời. Sau đó trưởng giả qua đời, được sinh lên cõi trời Đảo Lợi, lại sinh ở cõi trời, rồi sau nữa là sinh vào cõi người. Thời ấy trong kiếp nọ lại có Phật hiệu là Thuật Xà Ba Đệ Như Lai ứng cúng cho đại giác. Khi đó Phật hạ sinh vào cho nên sát Đảo Lợi. Trưởng giả Tu Đạt ở chỗ Đức Phật ấy được nghe và xin cầu Tam Muội này. Sau đó trong kiếp nọ đã có Đức Phật hiệu là Lai Tỳ La Gia Như Lai ứng cúng cho đại giác. Đức Phật này đã sinh vào gia đình dòng Bà La Môn. Khi đó trưởng giả Tu Đạt cùng ở chỗ Đức Phật ấy thọ trì Tam Muội này, chiếu cầu và giữ gìn Tam Muội này trong 8 vạn 4 ngàn năm. Này Bạc Đà Hòa, tiếp theo 8 vạn kiếp nữa, Trường giả tu đạt sẽ thành Phật, hiệu là Đề Hòa Kiệt La. Bây giờ trường giả tu đạt vì người khác mà tu tập trí tuệ sâu xa, cao vời và dũng mạnh. Này Bạc Đà Hòa, ông có thấy tham muội này không? Nó có lợi ích như vậy khiến cho người thành tựu Phật đạo. Vô thức nào đạt được tham muội này nên học, đọc tụng, thọ trì và dạy cho người khác giữ gìn. Như vậy không lâu sẽ thành Phật. Này Bạc Đà Hòa, ông có biết hay không? Tham muội này là mắt của Bồ Tát, là mẹ của Bồ Tát, là nơi quy ngưỡng của các Bồ Tát, là chỗ được sinh ra của Bồ Tát. Này Bạc Đà Hòa, ông biết chăng, tham muội này phá trừ những sự tâm tối, soi sáng cả cõi trời, cõi người. Ông có biết không, tham muội này là kho tàng của chư Phật, là cảnh giới của chư Phật, là nguồn cho báu, nơi biển sâu, là ngọn núi lớn vô lượng công đức, là kinh điển minh triết, nên biết chỗ phát sinh của tham muội này như vậy. Chư Phật sinh ra từ tham muội này như vậy. Khi nghe kinh phải an trú, chánh niệm trong 4 niệm xứ. 4 niệm xứ là gì? 1. Quán sát thân mình và quán sát thân người khác vốn đều không có thân. 2. Quán sát cảm thọ của mình và quán sát cảm thọ của người khác vốn đều không có cảm thọ. 3. Quán sát tâm mình và quán sát tâm người khác vốn đều không có tâm. 4. Quán sát pháp của mình và quán sát pháp của người khác vốn đều không có pháp. Này Bạc Đà Hòa, ai là người có lòng tin vào tâm muội ấy, chỉ có Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác, bậc bất toái chuyển và bậc A La Hán mới có lòng tin vào tâm muội này. Người ngu si, tâm mê muội thì cách tâm muội hiện tại Phật tiền lập này rất xa. Vì sao? Vì pháp này là pháp niệm Phật, sẽ được thấy Phật. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nên niệm Phật, sẽ được thấy Phật. Nghe kinh pháp không được chấp giữ. Vì sao? Vì Phật vốn không có pháp này, không có đối tượng nào là nhân duyên. Vì sao? Vì tất cả vốn không thật có, mà mỗi đều do ý niệm mà ra. Trong pháp này không có đối tượng chấp giữ, pháp này không có đối tượng tham đắm, vô cùng thanh tịnh giống như hư không. Pháp này là sự nghĩ tưởng của con người, nên hiểu rõ là không có pháp nào, là không thật có, là giả. Vì thế nguyên nhân của nó cũng trống lặng như niết bàn. Pháp này vốn không thật có, vốn không có pháp này, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Người cũng vốn không chấp pháp này là gần, cũng không chấp pháp này là xa. Này Bạc Đà Hòa, nếu có người thọ trì tam muội này, nhờ nơi tưởng mà thể nhập vào chỗ không còn tưởng, thấy Phật, niệm Phật, đạt được sự hiểu biết, nghe kinh, niệm pháp, đạt được sự hiểu biết, không được chấp là ta, không được tham đắm vào pháp. Vì sao? Này Bạc Đà Hòa, nếu chấp giữ vào sự hiểu biết thì không thể thấy Phật. Nếu có đối tượng tham đắm, dù chỉ bằng mảy lông sợi tóc cũng không thể thấy pháp. Bố thí cho người khác mà có sự mong cầu, đó chẳng phải là bố thí. Giữ giới mà có sự mong cầu, đó là không thanh tịnh. Thêm các pháp thì không thể đạt đến niết bàn. Đối với kinh mà có tâm vua nịnh thì chẳng có sự sáng suốt. Ưa thích ở đông đảo, vui mừng với ngoại đạo thì không bao giờ đạt được một hạnh nào. Ở trong các cõi dục phải nghĩ nên xa lìa. Có sân giận thì không thể nhẫn nhục. Khi có tâm ghét thì không được nói với người khác. Người dốc lòng cầu đạo A-la-hán thì không được thấy như vậy, không mong đạt được. Ở trong tham muội hiện tại Phật, thất tại tiền lập, không từ đâu đến, để phát sinh và ăn trú trong pháp lạc. Có đối tượng tham chấp thì không đạt được không. Bồ Tát không được bỏng sản tham lam, biến trễ, như thế sẽ không đạt đạo. Có dâm dật thì không thể nhập vào quan sát, có đối tượng nhớ nghĩ thì không thể nhập vào tam muội. Bây giờ Đức Phật nói kệ, các câu đức này khó tính kể. Giữ giới đầy đủ không tỳ vết, tâm được thanh tịnh bỏ trần cấu, tu tam muội này được như vậy. Người nào thọ trì tam muội ấy, được trí tuệ lớn không thiếu giảm, thấu đạt nghĩa lý chẳng hề quên, các hành công đức như trăng sáng. Nếu ai thọ trì tam muội này thì biết thấu đạt khó nghĩ bàn, thông suốt vô lượng các đạo pháp, vô số chư thiên đều ủng hộ. Nếu ai thọ trì tam muội này luôn được diện kiến vô số Phật, được nghe vô lượng Phật thuyết pháp, liền được thọ trì nhờ các hạnh. Người nào thọ trì tam muội này, tội ác khổ sở được diệt trừ. Chư Phật từ bi thương thế gian thể đều khen ngợi Bồ Tát ấy. Giả sử Bồ Tát muốn nhìn thấy vô số Đức Phật đời vị lai một lòng hoan hỷ trong chánh pháp, nên học đọc tụng tam muội này. Nếu người thọ trì tam muội ấy, con đức phước lành có nghĩ bàn. Đạt thân người tôn quý bậc nhất, xuất gia giải thoát đi khất thực. Nếu ai đạt kênh này sau cùng, cô sẽ được công đức bậc nhất và các phước thiện cũng vô lượng. Tu tam muội này được như vậy. Số 418, Kinh Ban Chu Tam Muội quyển trùng hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.